Tôi đồng ý làm điều này, nhưng thời đó thì còn rất là thanh bình, không có lưng lẹo như bây giờ. Về đến Pháp thì tất cả mọi sự đều yên bình. Vì thế mà tôi vẫn rất tốt bụng hay giúp đỡ kẻ khác. Vì vậy mà khi về đến Việt Nam, vì là thương người cho nên tôi đã hùng tiền để mà làm chung với một người mà mình không hề quen biết. Và hậu quả là tôi đã bị lừa với cái số tiền lên đến. Xin mến chào quý vị, cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Trong cái xã hội như hiện nay, đã có một lần nào trong đời, dù chỉ một lần, quý vị, cô bác, anh chị mình bị người khác lừa mình? Có thể là sẽ có người bị lừa về cái chuyện tình cảm, có người sẽ bị lừa về những cái chuyện lặt vặt trong đời sống, hoặc là hơn thế nữa, mang cái tính chất nghiêm trọng hơn nữa, là mình đã bị lừa về cái chuyện tiền bạc, tiền nong, dù chỉ là 100-200 đô la, người này mượn tiền người kia, hứa là vài bữa sẽ trả, mà không trả lại. Đó cũng là bị lừa. Đừng nói chi là có người còn bị người khác lừa với cái số tiền lên đến 150.000 franc Pháp, tức là gần 250.000 đô la Mỹ. Và nếu mà quy ra theo tiền Việt Nam nữa, thì người này đã bị lừa với cái số tiền lên đến 600 triệu đồng tiền Việt Nam. Mà người mà đã lừa cái vị Việt Kiều này, không ai khác lại là người Việt Nam chúng ta sống tại Việt Nam. Anh ấy đã bị lừa trong cái chuyến về Việt Nam. Ở đây không phải là người thân của anh này đã lừa anh, cũng không phải là bạn bè gì cả, mà nói đúng hơn, do là cả tin người khác. Một người mà nói chung là bản thân anh cũng không hề quen biết, mà anh đã dám hùng hạp để mà làm ăn với người ta, khiến cho cái hậu quả nó trở nên tệ hại hơn. Nguyên nhân do đâu? Một vị khán giả có tên là Bách Vũ. Năm 1997, tôi đã giúp một cô gái người Ai Cập ở phi trường Lee Cairo. Vì đi du lịch, tôi đem một vali nhỏ và ít hành lý. Ở phi trường có một cô gái mang theo rất nhiều hành lý và gợi ý nhờ tôi nhận một hành lý của cô ta để cô ta không phải trả tiền vận chuyển. Tôi đồng ý và làm điều này, nhưng thời đó thì còn rất là thanh bình, không có lương lẹo như bây giờ. Về đến Pháp thì tất cả mọi sự đều yên bình. Vì thế mà tôi vẫn rất tốt bụng hay giúp đỡ kẻ khác. Vì vậy mà khi mà về đến Việt Nam, vì là thương người cho nên tôi đã hùng tiền để mà làm ăn chung với một người mà mình không hề quen biết. Và đã bị lừa với cái số tiền lên đến 600 triệu đồng. Thật là già rồi mà tôi vẫn còn ngu. Thôi, cổ đi thay người, an ủi là vậy. Thưa quý vị, thật sự là với cái bình luận này của một vị Việt Kiều ở Pháp, thì có thể thấy là cái vế đầu tiên thì anh này nói về cái chuyện là giúp người khác mang hộ giùm vali. Tưởng chừng như là tất cả đều diễn ra suôn sẻ và thanh bình như lời của anh nói. Do là ngày xưa thì không có lương lẹo như thời buổi hiện nay. Tuy nhiên thì cái hành động đó là một cái việc làm có thể nói là không nên chút nào. Chắc chắn là cô bác anh chị mình đều đồng tình với cái ý kiến của Thái Võ đây. Việc mang giúp giùm vali cho người khác ở phi trường là một điều mà có thể khiến cho bản thân chúng ta mang lại nhiều phiền phức cho bản thân mình. Ở đây không phải là ích kỷ, cũng không phải là đưa lên đây để mang cái tính chất bóc phốt cái việc làm của anh. Chuyện đã qua rồi thì mình cứ cho qua. Nhưng mà có thể qua cái lời bình luận này và với cái sự cân nhắc của Thái Võ gửi đến cho quý vị, cô bác, anh chị mình đây, thì chúng ta không nên làm cái điều này, không nên làm cái việc này. Dù là bất kỳ ở cái thời đại nào hay là cái thời buổi nào cũng vậy, việc mang giùm cho người khác cái vali hay là hành lý là điều mà cực kỳ nguy hiểm đối với bản thân mình. Như trước đây thì Thái Võ đã từng chia sẻ về một cái câu chuyện mà người bị hại thì cũng tương tự như cái trường hợp của anh đây. Có một cô gái khi mà lên máy bay đã ngồi kế một cụ bà lớn tuổi, và cụ bà này thì liên tục làm quen và có những cái cử chỉ thân mật nhằm khiến cho tiếp viên hàng không nghĩ rằng hai người là quen biết với nhau. Khi mà xuống máy bay thì cô ấy đã bị cụ bà ngồi xe lăn này nhờ cầm giúp cái túi sách khi mà nhập cảnh vào phi trường. Thật may mắn là đã có người đã cảnh giác cho cô ta biết từ trước rằng là cô phải nên tránh xa cụ bà này ra, dù là chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến. Kết cục là khi mà xuống phi trường thì cụ bà này đã bị cơ quan an ninh ở phi trường nghi ngờ và kiểm tra hành lý. Lúc này thì cụ bà đã hét lên rằng: "Con gái, sao con có thể làm điều này với mẹ?" Điều đó thì khiến cho tiếp viên một lần nữa tin rằng hai người là có liên quan và dính líu với nhau.
Qua kiểm tra thì phát hiện ma túy trong giỏ sách của cụ bà này. Rất may mắn là sau đó thì đã có người làm chứng rằng hai người là hoàn toàn không quen biết với nhau. Bên cạnh đó thì bằng cái biện pháp nghiệp vụ của cơ quan an ninh hàng không thì cơ quan an ninh đã kiểm tra hành lý của cô gái này cũng như là lấy lời khai tách biệt hai người ra riêng. Hỏi về tên tuổi của cô gái này, hành lý mang theo của con gái bà là gì thì bà ấy hoàn toàn không biết. Do là cô gái này thì không hề tiết lộ cái điều gì về thông tin cá nhân của bản thân mình cho cụ bà biết. Và sau đó thì cô gái này đã được thả đi. Đó là cái câu chuyện mà Thái Võ đã chia sẻ trước đây, cho thấy rằng việc kết thân hoặc là mang giùm một ai đó cái vali hay là hành lý ở phi trường là một điều cực kỳ nguy hiểm cho bản thân mình. Và kể từ lần đó thì cô gái này đã nhận định rằng từ giờ trở đi tôi sẽ không giúp bất kỳ một ai ở phi trường. Nếu tôi thấy bạn đang cần sự giúp đỡ mà lúc đó tôi là người đứng gần nhất, tôi sẽ không ngần ngại gọi tiếp viên. Tôi không quan tâm bạn có bao nhiêu hành lý. Vấn đề là của bạn, quy luật là của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là gọi tiếp viên đến giúp và nhìn chằm chằm vào bạn, sau đó thì quay đi. Thưa quý vị, một cái câu chuyện cảnh giác cho tất cả bà con, cô bác, anh chị Việt Kiều chúng ta nói riêng và tất cả những người mà sẽ sắp và chuẩn bị đi máy bay nói chung. Điều đó thì có thể giải thích rằng vì sao mà cái việc làm của anh năm xưa rất là nguy hiểm cho bản thân anh. Thái Võ không muốn bất kỳ một ai khi mà đã nghe cái thông tin này mà lại xảy ra cái chuyện phiền phức tương tự cái câu chuyện mà Thái Võ mới vừa kể ra. Cái thứ hai là cái vấn đề mà vị khán giả Việt Kiều Pháp này về Việt Nam có nhu cầu đầu tư hùng hạp làm ăn với người ở Việt Nam. Và qua cái lời kể của anh thì do là anh thương người mà chưa biết là cái sự tình nó như thế nào mà gọi là thương người. Nếu mà anh nghe được cái video này thì rất mong anh có thể chia sẻ thêm. Và từ cái việc thương người đó, anh đã đầu tư hùng hạp làm ăn với người mà mình không hề quen biết với cái số tiền lên đến 600 triệu đồng. Tức là quy theo tiền Pháp thì có nghĩa là nó hơn 150.000 franc. Tiền Mỹ là hơn 250.000 đô la Mỹ. Một cái số tiền khá là lớn, trị giá gần bằng một cái căn nhà tầm trung tại Mỹ ngay giờ phút này. Đừng nói chi là không biết cái câu chuyện này nó đã xảy ra trong quá khứ khoảng bao nhiêu năm nay. Và với cái việc là anh bị người ở Việt Nam lừa anh với cái số tiền lớn như vậy, thì một phần thì mình cũng nên tự trách bản thân mình rằng tại sao mà mình có thể tin người đến mức như vậy. Và cái số tiền đó, anh phải nên hiểu là nó không hề nhỏ đối với người Việt Nam sống ở hải ngoại như chúng ta. Tuy nhiên thì cái chuyện thì cũng đã qua. Và cái câu chuyện này vẫn chưa biết rõ đầu đuôi ngọn ngành nó là như thế nào, nên là Thái Võ sẽ không phân tích nhiều. Chỉ có đôi điều cân nhắc chung cho tất cả bà con, cô bác, anh chị Việt Kiều mình khi mà về nước. Chúng ta nên nhớ một điều rằng, Việt Nam là một nước đang phát triển, chứ không phải là một nước phát triển như là Singapore. Nó khác ở cái chữ đang phát triển và phát triển. Vì vậy mà hầu hết là tất cả những người sinh sống ở Việt Nam, ai cũng có nhu cầu cần vốn để mà đầu tư làm ăn. Vì là họ chưa phát triển nên là họ cần phát triển. Mặt khác, để mà phát triển thì họ cần phải có vốn để mà đầu tư. Mà vốn thì họ không có, nên là họ cần cái nguồn cung từ những người, từ những cá nhân hùng hạp là người ở nước ngoài. Vì những cá nhân ở nước ngoài thì họ đã có vốn rồi, nên là họ cần đi đầu tư. Ngược lại thì cái việc đầu tư không đúng chỗ, không đúng nơi có thể là sẽ mang lại cái tai họa cho chúng ta. Và lại là những người sống ở đất nước đang phát triển như Việt Nam, họ rất là siêng năng cần cù suy nghĩ làm cách nào để mà họ có được tiền. Có tiền rồi thì họ mới đầu tư làm ăn được. Và những người mà có cái tư duy và suy nghĩ phương pháp để mà làm ăn sinh ra vốn chân chính thì mình không nói để làm gì. Chỉ nói đến những người mà không có cái tư duy sáng tạo, chỉ mong kiếm tiền bằng cách lừa lọc những người mà nhẹ dạ cả tin. Mà không nói đâu xa, trên chính đất nước Việt Nam, lâu lâu thì ở Việt Nam thì Thái Võ thường hay nhận những cái cuộc gọi phone mà người ở đầu dây bên kia nói rằng là họ là cơ quan công an cảnh sát giao thông, thông báo rằng là Thái Võ lái xe cái biển số như thế này, chạy đụng chết người ở Đà Nẵng. Nếu mà muốn đóng phạt để mà không bị truy tố hình sự thì phải chuyển khoản qua một cái tài khoản của cơ quan nào đó, của cơ quan cảnh sát giao thông ở đâu đó để mà đóng phạt. Đó cũng là một cái cách lừa tiền, kiếm tiền bất chấp mọi thủ đoạn. Mà thực sự với quý vị là, quý vị biết là tại sao mà Thái Võ biết là mình bị gạt không quý vị? Vì từ nhỏ tới lớn là Thái Võ chưa có dịp để mà đi Đà Nẵng lần nào hết, chưa có đi ra tới Đà Nẵng lần nào hết, và cũng chưa từng lái cái chiếc xe nào mà như cái biển số mà người đó đã nói. Kể cả là mẹ vợ của Thái Võ đây cũng gặp cái tình cảnh tương tự luôn.
vẫn là gọi phone thông báo tên tuổi, số chứng minh nhân dân, họ tên của chị là như vậy, lái xe ở đâu đó, vi phạm này kia. Nhưng mà mẹ vợ của Thái Võ thì đâu có biết chạy xe gắn máy đâu mà vi phạm quý vị. Quý vị thấy đó, trong xã hội hiện nay, rất là nhiều cái thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo những người nào mà nhẹ dạ cả tin, hoặc là trong cái lúc hoảng sợ, như cái vấn đề gọi phone thông báo vi phạm đường bộ mà Thái Võ mới vừa kể ra. Nếu mà người nào họ sợ, họ quản lên, họ muốn đóng phạt cho xong là dính bẫy của những người đó ngay. Vì cái gì cũng vậy, họ đã lừa được người này rồi, thì họ mới làm tiếp cái việc đó để lừa người khác. Nếu mà cách đó không hiệu quả thì họ sẽ suy nghĩ sang các cách khác ngay. Cho nên là cho đến ngày hôm nay, ở Việt Nam vẫn đang tồn tại cái chuyện đó nha quý vị nha. Vẫn đang tồn tại cái chuyện là gọi phone lừa đảo đó. Nên là qua cái video này thì quý vị cũng nên cảnh giác thêm về cái chuyện này khi mà mình về Việt Nam trong thời gian tới. Không có cơ quan công an nào mà gọi điện cho quý vị cả. Nếu mà người ta muốn phạt mình cái điều gì riêng về cái chuyện xe cộ này thì sẽ có giấy phạt gửi về đến nhà, có mộc đỏ và chữ ký của người ban hành ra cái quyết định đó đàng hoàng. Chứ không có chuyện mà gọi điện thông báo rồi chuyển khoản như vậy đâu nha quý vị nha. Đặc biệt là mình không được cả tin bất kỳ một ai để mà đầu tư làm ăn một cái việc gì đó. Điều đó thì quý vị có thể tìm hiểu thật kỹ người đó liệu rằng có tin được hay không, có cái lòng tin để mà đặt vào cái số tiền lớn hay không. Nếu được thì mình làm, không được thì mình tránh. Để tránh mang họa vào thân nha quý vị nha. Tiền mất tật mang nha quý vị nha. Và đó là những gì mà thông tin ngày hôm nay Thái Võ muốn chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị Việt Kiều chúng ta có thể được nghe và biết trong cái thời gian sớm nhất. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, hãy ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Cần thiết thì quý vị có thể chia sẻ cho những người khác họ có thể được biết thông tin này. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị Việt Kiều mình ở những thông tin kế tiếp.